Thôi nãy không có quay hả? Lấy miếng bò đem thay. Nãy không có quay hả? Giờ họ đi cái lộ ngày xưa. Lộ đi xuống cái tủ hồi xưa đó, bị ôm bị dọc cái đường đó đi gì đó. Thay. Lấy bò làm này nè, cho ông ăn nè. Đây. Quay chưa? Ủa nãy giờ anh không có quay à? Trời ơi. Ủa đó tha ai mà đi đăng giang có món này. Em bạn bè nó chính nhiều đó. Đó lên chén bằng bò tươi á. Ừ. Vừa xẻ kìa ha. Ừ. Nước mắm này nè. Ừ. Để là chở qua chở lại luôn. Ngọt. Mà nãy hình nhà có bơ không? Cho lên đây miếng bơ. Dạo ăn nè. Đem đâu qua, đem ở đây bển không? Đem đá bển đi. Không, không, cái này phải lưỡi bự mới được. Cái lọ này ra luôn nè, để đóng. Cái lọ ra ngoài luôn, để nước luôn, cậu bơ thang vô. Nhà mình đi này ra không? Lấy gì đi này không? Nè nè. Nè. Nóng lắm ghinh không được đâu. Có ghinh miếng đá mà bển thì được. Không không không. Khiến này ra để lò chỗ này hay gì? À, để lại. Đúng rồi. Ủa, thiếu miếng đá rồi không? Rồi, mới cháy rồi nè. Lấy cái dĩa đi Thái. Cái thao đó mày đổ vô cái thao đi rồi mày rửa cái dĩa này dục vô. Bỏ lên cho anh đi, cái dĩa ở đâu này? Cái dĩa đó mày đổ qua trên thân này còn nghe nè. Rồi đưa dĩa đi. Đến cái thớt này, đến thớt này. Rồi, bỏ lên anh đi, anh chở cho. Món này là thịt bò nướng đá. Xứ xứ gì ạ? Xứ xứ An Giang hả? Mà nấu ăn làm ăn ở Cà Mau. Bỏ gì nè mới ngon nè. Lửa nhiều không? Đưa vô là nó nám liền. Bỏ lên đi anh chở cho. Cái này á chính là ngon rồi chứ đâu phải nó khé. Đúng rồi. Hết là vậy đây. Mấy bạn coi ai được gã không luôn. Thôi được rồi. Rồi. Bỏ lên đó. Cái này mua cả nửa ký mà một miếng thịt bò thôi. Mà kia nó sắc nó vuông vuông dày dày á. Chứ để nó nướng. Nó vừa nám bề ngoài. Ở trong mình sắc còn khoảng phân. Nó sống là ăn nó ngon, rất là ngon. Ờ, tươi á. Phải được ngay bò mới đang làm á. Ôi, cái này mà nhậu đi. Để nghe nhậu đi. Gì? Dạ. Đưa anh. Làm này tí đi. Quay video. Ừ, quay video chút. Sáng giờ anh cũng đăng lên 2 clip rồi. Không ơi. Nếu như được rồi, ăn đi rồi lại nhậu đi. Nấu cái tơ mà. Nấu cái chân này để ngồi nguội luôn không? Không nữa. Không có ăn hưởng đâu. Đã rồi hết chén này luôn đi. Ừ, cho để bò nó còn đá này còn nóng mà. Mình nhậu mưa ta. Mẹ là
Trời ơi xong. Nước đâu có gì đó, đừng bỏ. Có mặn không? Ừ nước tiết đó. Rồi. Dạ. Rồi cứ nghe. Rồi đỏ nước nữa nè. Đâu đâu rồi 2 năm rồi, mua rồi. Năm rồi, rồi. Năm rồi với đâu cả lại luôn. Rồi ra ngồi đấy. À, đúng là bò luôn. Đúng rồi luôn không? Không. Đấy, đầu tháng 8 không? Ừ. Còn linh. Tháng 8 á. Mấy anh?